Hai Sử Ký chương 16. Chương này nói về cái kết buồn của Asa. Câu 1. Năm thứ 36 đời Asa, Baasha vua Israel đi lên đánh Juda, cất đồn lũy Rama để làm cho dân sự của Asa vua Juda không ra vào được. Điều này tiếp tục cuộc tranh giành quyền thống trị giữa vương quốc Israel phía Bắc và vương quốc Juda phía Nam. Baasha chiếm thế thượng phong trong thời của Asa bởi vì tại thành phố Rama ông đã chặn một cách có hiệu quả con đường chính dẫn đến Juda. Ông hy vọng áp lực kinh tế và quân sự này đối với Juda sẽ buộc Asa phải nhượng bộ đáng kể. Mục đích của Baasha trong việc củng cố Rama có lẽ là để ngăn cản việc tiếp cận Jerusalem vì lý do tôn giáo hoặc thương mại. Rama thường được đồng nhất với Aram trên con đường chính cách Jerusalem chỉ 8 km về phía bắc. Câu 2. Khi ấy, Asa lấy bạc vàng ở trong kho của đền Đức Giê-hô-va và trong kho của cung vua gửi đến Ben-Hadad, vua Syria ở tại Đa-mách mà rằng: Asa đã dùng kho báu này để mua chuộc Ben-Hadad của Syria để ông rút lại sự ủng hộ khỏi Israel. Rõ ràng, Baasha của Israel không thể tự mình chống lại Juda và ông cần sự hỗ trợ của Syria. Spurgeon nói rằng: Tôi sẽ không nói gì về những gì thuộc về chính ngôi nhà của vua. Ông có thể làm gì tùy ý, miễn là ông không phung phí nó vào tội lỗi. Nhưng ông ta lấy kho báu thuộc về nhà của Chúa, đưa nó cho Ben-Hadad để hối lộ người, để phá vỡ liên minh của người với Baasha và để được lợi trong liên minh với chính mình. Vì vậy, nhà Đức Chúa Trời đã bị tước lột để vị vua vô tín có thể tìm được sự giúp đỡ trong một cánh tay bằng xác thịt. Câu 3. Chúng ta hãy lập giao ước với nhau, y như thân phụ của tôi và thân phụ của ông đã làm. Kìa, tôi gửi dâng cho ông bạc và vàng. Hãy đi hủy ước của ông với Baasha, vua Israel, để người xa khỏi tôi. Asa đang cố gắng mở đường cho những người hành hương từ vương quốc phía Bắc đến Jerusalem. Và đây là một mục tiêu cao cả. Phương pháp của ông đã hoàn toàn sai lầm. Ông đã trao kho báu từ nhà của Chúa cho một vị vua ngoại giáo và ông đã lập một hiệp ước với vị vua đó. Asa dường như đã quên rằng giao ước của ông là với Chúa, không phải với một vị vua ngoại giáo. Theo giao ước mà họ đã lập với Đức Chúa Trời, Chúa có trách nhiệm bảo vệ Juda. Giờ đây họ đã đầu tư kho báu và lòng tin của mình vào một vị vua ngoại giáo. Asa sẽ thấy rằng Ben-Hadad và Syria là những kẻ thù tồi tệ hơn Israel. Quyền lực của Ethiopia đã bị phá vỡ trước ông ta và quân đội của Juda trở lại với đầy ắp chiến lợi phẩm. Bạn sẽ không thể nghĩ rằng một người đàn ông có thể thực hiện hành động vĩ đại đó, sau đó ít lâu lại trở nên đầy khó tin. Nhưng đức tin lớn nhất của ngày hôm qua sẽ không cho chúng ta sự tin tưởng cho đến ngày nay, trừ khi các suối nước tươi mới trong Chúa sẽ tràn lại một lần nữa. Nhưng đây hoàn toàn là một rắc rối nhỏ hơn, và bằng cách nào đó, tôi cho rằng chính vì đó là một rắc rối nhỏ hơn nên Asa nghĩ rằng bản thân ông ấy có thể tự mình giải quyết rất tốt với sự giúp đỡ của một cánh tay bằng xác thịt. Trong trường hợp bị vô số người Ethiopia xâm lược, chắc hẳn Asa cảm thấy rằng việc kêu gọi Ben-Hadad vua của Syria hoặc yêu cầu bất kỳ quốc gia nào giúp đỡ mình là vô ích. Vì với tất cả sự giúp đỡ của họ, ông sẽ đã không bằng cuộc đấu tranh to lớn. Vì vậy ông đã được thúc đẩy đến với Chúa. Nhưng đây là một thử nghiệm nhỏ hơn và ông ta dường như không hoàn toàn từ bỏ niềm tin vào con người. Ở đây con người Asa tốt ấy bắt đầu thoái hóa. Điều đó càng tồi tệ hơn đối với ông bởi vì ở tuổi già sau một chiến thắng quá vĩ đại và một giao ước quá nghiêm khắc để gắn bó với Chúa. Câu 4. Ben-Hadad nghe theo lời vua Asa, bèn sai các tướng đạo binh mình đi hãm đánh các thành của Israel, chiếm lấy Izon, Dan, Abel-Maim cùng các thành kho tàng của đất Nephtali. Ben-Hadad là một vị vua và có một số quyền lực. Vì kho báu mà ông ta nhận được từ Asa và theo hiệp ước với Asa, ông ta đã sử dụng sức mạnh đó thay mặt cho Juda. Các thành phố lưu trữ là xứ Kinneret, theo sử gia Josephus vào trong thời kỳ hậu lưu đày, ở trong một các vua chương 15 câu 20 đã trở thành Kinneret. Câu 5 đến câu 6. Xảy khi Baasha hay điều đó liền thôi xây đồn Rama và bãi công việc. Vua Asa bèn nhóm hết thảy người Juda, chúng lấy đem đi đá và gỗ mà Baasha đã dùng xây cất Rama, rồi Asa dùng đồ ấy xây cất Geba và Micba. Bởi vì sự can thiệp của vua Syria,
Vua Baasha của Israel đã ngừng công việc xây dựng thành lũy Rama để ngăn cản các tín hữu Israel đến thăm Jerusalem và Juda. Chúng ta có thể nói rằng sự tin tưởng của Asa nơi một vị vua ngoại đạo đã phát huy tác dụng. Giờ đây nhiều người trên thế giới đánh giá hành động bằng kết quả tức thì. Nếu một cơ đốc nhân làm một điều sai trái và nó thành công thì ngay lập tức họ kết luận rằng người làm điều đó là đúng, là chính đáng. Nhưng chúng ta nên nghĩ rằng đây là một cách đánh giá mù quáng, nghèo nàn về hành động của con người và sự quan phòng của Thiên Chúa. Bạn không biết rằng có cả sự quan phòng của ma quỷ cũng như sự quan phòng của Thiên Chúa hay sao? Về những điều có vẻ thành công có thể là tai hại nhất trong đời sống đức tin. Câu 7. Trong khi ấy, đấng tin kiến Hanani đến cùng Asa vui Juda mà nói rằng: Chúng ta không biết nhiều về vị tiên tri này ngoài lời nói táo bạo của ông với vua Asa ở đây, và con trai ông cũng là một nhà tiên tri đã nói chuyện với Baasha vua Israel và với Josaphat vua Juda. Tức là con trai của Hanani đó là Jehu trong một các vua chương 16 câu 1 cũng như là câu 7b đến câu 8. Bởi vì vua nương cậy vua Syria không nương cậy nơi Jehovah Đức Chúa Trời của ông, nên đạo quân vua Syria đã thoát khỏi tay ông. Dân Ethiopia và dân Libya há chẳng phải là một đạo quân đông lắm sao? Xe và lính kỵ họ há chẳng phải nhiều lắm ư? Đây là một điều hoàn toàn bất ngờ đối với Asa. Cũng tin rằng kẻ thù chính là Israel, vì vua Baasha hung hăng xây dựng thành lũy Rama. Ông đã thành công trong việc giành được sự giúp đỡ của Syria chống lại Baasha và Israel. Nhưng ông không nhìn thấy điều Đức Chúa Trời nhìn thấy, rằng kẻ thù lớn hơn là Syria, và Đức Chúa Trời muốn cho ông chiến thắng kẻ thù lớn hơn. Sự thỏa hiệp khiến chúng ta mù quáng không nhận ra kẻ thù thực sự của mình là ai, và nó dẫn chúng ta đến việc liên minh với những người mà Đức Chúa Trời muốn cho chúng ta chiến thắng hơn. Câu 8b. Dẫu vậy, bởi vua nhờ cậy Đức Giê-hô-va nên Ngài phó chúng nó vào tay vua. Đức Chúa Trời muốn Asa nhớ lại những chiến thắng vĩ đại trong quá khứ. Asa không nhớ rằng chính Đức Chúa Trời đã ban cho ông chiến thắng kẻ thù lớn hơn, đó là người Ethiopia, và cũng có thể ban cho ông chiến thắng kẻ thù nhỏ hơn là Syria. Câu 9. Vì con mắt của Đức Giê-hô-va soi xét khắp thế gian, đang giúp sức cho kẻ nào có lòng trọn thành đối với Ngài. Thông điệp của nhà tiên tri Hanani rất rõ ràng. Đức Chúa Trời tìm mọi cách để bảo vệ và bày tỏ sức mạnh của Ngài thay cho những ai cam kết với Ngài. Nỗi sợ hãi của Asa rằng không thể tin cậy Đức Chúa Trời để bảo vệ Juda là ngu xuẩn và sai lầm. Đức Chúa Trời muốn bày tỏ sức mạnh của Ngài vì cớ dân sự tin cậy Ngài. Chữ soi xét khắp ở trong tiếng Hebrew không có nghĩa là xem nhẹ sự việc, mà là tìm kiếm một cách chính xác bản chất và tiến trình của sự việc. Thật là một ý tưởng tinh tế khi ám chỉ đến đôi mắt của Chúa chạy đi chạy lại khắp trái đất. Trong nháy mắt, Ngài cảm nhận vị trí của chúng ta, không một nỗi buồn, không một thử thách hay cám dỗ nào ập đến với chúng ta mà không khiến Ngài chú ý, cảm thông và yêu thương. Trên khắp trái đất rộng lớn, không một nơi nào quá cô đơn, không một trái tim nào quá tăm tối để có thể thoát khỏi đôi mắt nhân từ của Ngài. Vấn đề không phải là sức mạnh của Chúa hay là sự sẵn lòng của Ngài để sử dụng sức mạnh đó thay cho dân sự Ngài. Vấn đề là lòng trung thành của Asa và người dân của vương quốc Juda. Câu 9b. Trong việc này vua có cư xử cách dại dột nên từ này về sau vua sẽ có giặc giã. Vì sự tin tưởng ngu ngốc của Asa vào một vị vua ngoại giáo và việc ông ta từ chối Đức Chúa Trời là người bảo vệ họ, ông ta sẽ gây ra nhiều cuộc chiến hơn cho chính mình và vương quốc Juda. Bởi một cú đánh, Asa đã hy sinh kết quả của lòng mộ đạo của chính mình. Xem trong 2 Sử Ký, chương 15 câu 18 và phước lành của Đức Chúa Trời. Ông đã khiến một người cai trị ngoại giáo thực hiện một hành động sai trái. 2 Sử Ký chương 16 câu 3. Đã thúc đẩy một mô hình can thiệp của người Syria vào các vấn đề của Israel sẽ dẫn đến kết quả thảm hại trong suốt thế kỷ tiếp theo. Xem 2 Cơ Vua chương 10 câu 32 đến 33. Trong lúc ấy, Đức Giê-hô-va khởi giảm bớt địa phận Israel, khiến cho Hasael hãm đánh chúng trên các giới hạn Israel, chiếm lấy cả miền từ Giô-đanh chạy đến phía đông, tức là cả xứ Ca-la-át, đất của chi phái Cát, Ruben và Manasse, từ thành A-rô-e ở trên khe Ạt-nôn cho đến cả xứ Ca-la-át và xứ Ba-san. Và trong sự sai lệch nghiêm trọng nhất, ông đã rời xa Chúa bằng cách đặt niềm tin chính yếu vào cánh tay bằng xác thịt. Câu 10. Asa nổi giận, đấng tin kiến, đem cầm tù người, vì tại việc ấy vua tức giận người lắm. Thay vì ghi nhớ lời này từ Đức Chúa Trời và hạ mình xuống thì vua Asa tấn công sứ giả. Thay vì khiêm tốn, hạ mình, vua đã nổi giận.
Asa cho chúng ta thấy bi kịch của một người cai trị tốt và tìm kiếm Đức Giê-hô-va trong nhiều năm, nhưng đã thất bại trong một thử thách quan trọng về đức tin của mình và sau đó từ chối nghe sự sửa trị từ Đức Chúa Trời. Hình thức trừng phạt chính xác của Hanani vẫn chưa được biết, mặc dầu ông ta có thể bị giam giữ trong một số loại nhà tù, nghĩa đen là nhà kho. 10b. Trong lúc đó Asa cũng hà hiếp mấy người của dân sự. Ông ta ra tay chống lại không chỉ Hanani mà còn chống lại những người khác đã cam kết với Chúa và có thể nhìn ra lỗi lầm của đường lối của nhà vua. Là một người thích thỏa hiệp và không tin, sự hiện diện của những người thực sự trung thành với Đức Chúa Trời đã kết tội và cáo trách Asa. Câu 11 đến 12a. Này, các công việc của Asa từ đầu đến cuối đều đã chép trong sách các vua Judah và Israel. Năm thứ 39 đời Asa trị vì, Asa bị đau chân đến nỗi nặng lắm. Điều này xảy ra sau khi ông từ chối nghe lời sửa trị của Đức Chúa Trời qua nhà tiên kiến Hanani. Một số người nghĩ rằng bệnh ở chân của Asa là bệnh gút, nhưng bệnh gút không phổ biến ở Palestine và Ai Cập cổ đại. Và nhiều khả năng xét về độ tuổi của Asa, mức độ nghiêm trọng của bệnh và cái chết trong vòng 2 năm, đó là một loại bệnh tắc nghẽn mạch máu ngoại biên với chứng hoại thư tiếp theo. Clark thì nói rằng ông bị bệnh gút nặng và kéo dài, điều này rất có thể xảy ra. Câu 12b. Trong cơn bệnh, người không có tìm kiếm Đức Giê-hô-va nhưng tìm kiếm những thầy thuốc. Trong những chương cuối về cuộc đời của Asa, nghe thật là buồn. Đây là một người đàn ông đã tham gia vào một giai đoạn đáng chú ý về sự tin cậy nơi Chúa, chiến thắng vĩ đại và sự đổi mới giao ước của Đức Chúa Trời đối với dân Ngài. Nói chung, Asa là một người tốt nhưng không kết thúc tốt. Những năm cuối đời của ông được đánh dấu bằng sự vô tín, cứng lòng chống lại Chúa, áp bức người dân và bệnh tật. Tuổi tác và thời gian không nhất thiết làm cho chúng ta tốt hơn. Nó chỉ đúng nếu chúng ta tiếp tục theo Chúa trong đức tin. Ông từ chối tin cậy vào Đức Chúa Trời khi đối mặt với mối đe dọa chống lại ông từ Israel và Syria. Ông đã từ chối trông cậy vào Đức Chúa Trời trong sự sửa trị đầy yêu thương của Ngài từ nhà tiên tri Hanani. Không có gì ngạc nhiên khi ông cũng từ chối trông cậy vào Chúa vào lúc cuối đời về đôi chân bị bệnh của mình. Đây là một lời cảnh báo mạnh mẽ cho những độc giả của Sử Ký cũng như cho chúng ta ngày nay. Nhìn chung, Kinh Thánh có ý tích cực về vai trò của các bác sĩ và chăm sóc y tế. Tuy nhiên, không bao giờ là đúng khi tìm kiếm các thầy thuốc thay vì Đức Giê-hô-va. Một người có thể tin cậy Chúa và khi thích hợp hãy tìm thấy bàn tay của Ngài vận hành qua một bác sĩ. Mời thầy thuốc đến là không sai, rất đúng. Nhưng thật sai lầm khi cử thầy thuốc đến mà thay cho việc cầu khẩn Đức Chúa Trời. Do đó, đặt quyền tự quyết của con người lên trước Chúa. Bên cạnh đó, rất có thể những bác sĩ này chỉ là những thầy phù thủy ngoại giáo, những thầy cúng gọi hồn và những kẻ phép thuật giả danh và không thể được tư vấn nếu không liên lụy đến bệnh nhân trong những hành vi tà thuật xấu xa của họ. Morgan bình luận về Asa. Đó là một bản ghi chép về một cuộc đời sai lầm, nhưng là một cuộc đời mà điều sâu xa nhất đó là ham muốn. Và do đó, nó là một bản ghi chép về một cuộc đời ảnh hưởng của nó là một phước lành hơn là một lời nguyền. Và đó là một câu chuyện được tiết lộ. Câu 13 đến 14. Asa ăn giấc cùng tổ phụ người, băng hà năm thứ 41 đời người trị vì. Người ta chôn người nơi mồ mả chính người đã đào cho mình trong thành David, để người nằm trên một cái giường đầy thuốc thơm, chế theo phép hòa hương, đoạn người ta xông hương cho người rất nhiều. Những ngọn lửa như vậy là phong tục trong tang lễ của hoàng gia, không phải để hỏa táng thi thể mà là một dấu hiệu tôn vinh. Người có thể đánh đuổi đội quân khổng lồ của người Ethiopia lại không thể xua đuổi cái chết.